Xin chào tất cả các bác, lại là em đây. Lên những cái dòng loa bãi cho các bác, những dòng loa bãi đắt tiền, những dòng loa bãi chất lượng, những dòng loa bãi mà chắc chắn là các bác sẽ không thể chê được. Vì nhiều bác hỏi là sao anh không có loa bãi, rất nhiều loa bãi nhé, rất nhiều loại, bởi vì em không, bởi vì là đối với em ấy, khi mà sử dụng một bộ dàn và thiết bị số thì em cũng không nhất thiết là phải quá nặng nề về cái loại loa gì đâu. Vấn đề là em chọn được những cái dòng loa mà nó vừa tiền, chất lượng nó tốt và nó vừa tiền, và đặc biệt nó cho ra chất âm tốt, là em sẽ lấy để em khai thác triệt để cho các bác những bộ dàn karaoke hay thôi các bác nhá. Còn bác nào có nhu cầu về như sử dụng những cái dòng loa mà thực sự là đắt tiền nhưng thực sự mà đẳng cấp thì đây là một trong những dòng loa mà các bác có thể lựa chọn dành cho những bác mà có điều kiện kinh tế, có khả năng chơi những cái dòng loa đắt tiền. Nó có hay không thưa các bác? Thực sự là nó rất hay. Đấy. Nếu mà để nói nó có hay không thì nó rất hay, bởi vì một đôi loa này nó đã gần tương đương một bộ dàn rồi. Và đây là cái mã loa mà cao cấp nhất của hãng CF các bác đang được nhìn thấy, nó là mã W12 cộng của CF. Và đặc biệt hơn nữa, đó là một cái dòng mã mà sản xuất tại bên Trung Quốc, sản xuất tại nhà máy CF các bác nhá. Không phải là cái dòng loa CF 12 cộng hiện tại nó đang là màu đen, cái vỏ màu đen như bây giờ đâu. Đây là một trong những đôi loa mà năm ngoái thì bọn em đã thanh lý ở những phòng hát mà lắp ở Việt Nam. Những phòng hát VIP lắp ở Việt Nam đúng vào thời điểm dịch. Và họ hoạt động được có một vài tháng và thanh lý rất là nhanh. Đấy. Thế nên nó độ mới và độ zin thì thực sự là còn rất tuyệt vời các bác nhá. Rất mới và rất zin. Không những zin mà còn gần như là mới luôn. Các bác có thể nhìn từ những cái lớp sơn còn dính tay. Và đây là một cái đôi loa mà chắc chắn là bác nào mà bảo không hay nữa thì thực sự là khó thể giải thích, bởi vì những cái dòng loa này nó là dòng loa quá cao cấp rồi. Có hay không có hay chứ. Đấy. Thiết kế 1, 2, 3, 4, 5, 6 chấu, chấu rẻ quạt cực kỳ tuyệt vời. Các bác có thể nhìn từ những cái nút, bấm nút gạt. Và đây nữa này, từ 190 con 76 rồi. 190 con 76 rồi. Các bác có thể quan sát nhé. Công suất của nó rất khủng khiếp, bởi một cái sự thiết kế, người ta đã phải tính toán cái công suất của nó. Các bác nhìn đây. Bình thường, cái dâu này là sẽ ăn thẳng vào màng loa vào các bác. Bao giờ cũng vậy. Để em zoom điện thoại. Dâu này bao giờ cũng ăn thẳng vào màng loa. Nhưng tại sao mà cái thằng này nó lại ăn xuống đây rồi nó mới ăn vào màng loa? Và trong màng loa kia nó cũng không ăn thẳng vào dây côn đâu, không nối thẳng đâu, nó lại nối thêm sang một đoạn nữa bên cạnh rồi nó đi vào dây côn. Các bác phải hiểu là nó gia cố thêm giảm áp lực. Bởi vì là dòng loa này nó thiết kế cho đánh áp lực rất lớn và em đã chơi rất là mạnh luôn ấy. Đối với những bộ dàn mà em lắp cái loa này ấy, thường là loa này là em lắp ở khu dân nhà em. Những người mà người ta có điều kiện, người ta cứ thích, cứ phải hàng xịn, cứ phải hàng đắt tiền. Đấy. Em giã rất căng luôn, mà giã đến khoảng 2 năm nay cũng chẳng biết cái gì. Giã kinh khủng luôn. Đấy. Tất nhiên là nó đắt thì nó cũng sẽ có cái lợi hơn, là nó bền hơn rất là nhiều. Còn nó có hay không? Có hay chứ. Vì nó đắt tiền thế sao nó không hay? Nó đắt tiền không hay là không phải. Đấy. Và đây, các bác này, nó còn mới cỡ như này. Lắp phòng mà mới kinh khủng. Đây là quả bát rất nặng nha các bác nhé. Và đây là cái tép. Đấy, cái tép đây. Slitson còn nguyên dấu mực đỏ kìa. Bao cho các bác thể loại, các thể loại, bao các thể loại bao. Mỗi hộp tội còn không bao ship thôi. Thế còn là bao thì để bao thì bao hết các thể loại. Nó là mắt 30 thôi nhưng mà nó nặng lắm các bác ơi, nó nặng kinh khủng luôn. Chứ nó không nhẹ nhàng đâu. Nó đắt tiền mà các bác. Giá mới của nó 12 mấy triệu, 2 mấy 30 triệu đối với cái dòng loa này. Đây là cái phân tần các bác. Đấy, phân tần đây. Nó rộng hơn một cái bàn tay của em nhé. Nó rộng hơn cái bàn tay của em. Mà nó có 3 màng. Đấy. Thực sự là khi mà em làm karaoke thì bác phải hiểu rằng tại sao mà những cái bộ dàn em làm nó chỉ có mười mấy triệu. Mà chả khách nào chê được. Khách nào nghẹo hay hát hay chống đánh người. Và nhiều bác hỏi nó thế nó có bền không? Em xin thưa với các bác chưa dùng hỏng nó các bác đã chán rồi. Đối với những bộ dàn em làm có mười mấy triệu thôi đấy. Mà tại sao thì nhiều bác thắc mắc, một sao ông này ông ấy làm dàn mà giá bình dân mà nó vẫn cứ hay. Các bác phải hiểu rằng là trong một cái thiết bị hiện tại bây giờ trên thị trường, nhất là về âm thanh ấy, thì nó có vô số, vô kể các thể loại loa. Từ loa Trung Quốc, loa người ta đóng ra, rồi loa người ta tự thiết kế, người ta sản xuất. Bây giờ thì người ta đã thương mại rất là nhiều ở bên Việt Nam. Nên em khuyên thật các bác đừng bao giờ quan trọng là loa này nó xuất xứ ở đâu. Đấy, bác phải hiểu như thế nhé.
đừng bao giờ quan trọng điều đó. 100% thì loa cũng xuất xứ từ cái lỗ Trung Quốc mà ra thôi. Một là ông Việt Nam mang về Việt Nam lắp, hai là lắp tại Trung Quốc chuyển về. Đấy là hai con đường duy nhất mà cấu tạo lên cái loa bán tại Việt Nam. Và đối với những dòng loa đắt tiền này, có thể nói em khẳng định đây là loa xịn, đắt tiền, không phải Mỹ, không phải Nhật, nhưng nó là loa xịn rồi. Thì nó đang được sản xuất ở đâu? Đối với mã này là sản xuất Trung Quốc, nhưng trong vòng 1-2 năm nay là toàn bộ mã, những cái mã của CIF là đều sản xuất tại Việt Nam các bác nhá. Đấy. Thế nên là các bác, vấn đề các bác chơi thì các bác cứ lựa chọn theo cái túi tiền của mình cho hợp lý. Còn em thì, quan điểm của em thì có loa đắt tiền dành cho bác yêu sang trọng, dành cho bác yêu cái mỹ miều, yêu cái độ quý tộc, yêu cái sự lịch sự, mình dùng loa xịn. Còn đối với em thì trong tất cả những bộ dàn karaoke thì chưa một lần nào em khuyên thật các bác, em chưa một lần nào em bảo các bác là cứ phải đắt tiền mà chơi, mà em khuyên các bác bỏ ra vừa tiền thôi, chơi mình chơi giải trí. Còn nếu các bác có điều kiện, như bác có điều kiện thì có thể mua loa đắt tiền, ví dụ như đôi loa này, một đôi loa này nó gần bằng một bộ dàn em làm rồi. Đấy. Thì các bác chơi thôi. Còn bác nào mà đi điều kiện bình thường, kinh tế bình thường đến gặp em vẫn có một bộ karaoke hay luôn, mà có khi còn hay hơn cả ông hàng xóm mua đắt tiền. Lý do tại sao? Vì các bác phải hiểu là em, như lúc trước em nói là có vô số loại loa, và mỗi loại loa thì người ta thiết kế một cái chất âm khác nhau. Đấy, và những cái người thợ như em thì bọn em trải nghiệm rất là nhiều, mà em cũng phải đi tìm hiểu rất nhiều, em phải thử thực tế các bác nhé, chứ không phải em nhìn mà em biết được cái loa nào hay đâu. Em phải thử thực tế cái loa nào ghép như nào, phối vào thiết bị nào nó phù hợp thì em làm. Và đặc biệt là trên những bộ dàn của em làm toàn bộ bằng cái nền tảng âm thanh số, và em khai thác triệt để tất cả những cái thiết bị hiện tại trong bộ dàn mình đang có. Nên chính vì vậy là những bộ dàn 15 triệu của em, thực sự em bàn giao đến cho các khách thì mời khách thì chả có khách nào chê được cái bộ dàn của em cả. Đấy. Từ 15 triệu thôi, chứ không cần nhiều, 15 triệu mà bao gồm cả loa phun, cả trầm, cả vang số, cả mic không dây, cả đẩy, đấy, đầy đủ thiết bị. Thế nhiều bác hỏi bảo là nó rẻ thế thì nó có hay không? Hay không thì tất cả các khách người ta đang sử dụng. Và đặc biệt là khi em thu bằng điện thoại đấy, các bác thấy nó có hay không thì mới thu được. Còn các bác không tin, bác cứ lấy điện thoại bác thu những bộ karaoke các bác đang hát ở nhà xem nó có ra được không. Chất âm nó có tốt thì nó thu bằng điện thoại nó tốt được. Còn thực sự thu bằng điện thoại như em thì cái chất thu nó chỉ đạt được tầm khoảng 50-60% thôi. Chứ còn nếu mà thu bằng máy quay hoặc là thu bằng mic thu thì các bác nghe nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Nhưng mà em thu thì em thu được thực tế hết mức. Các bác nhìn hình ảnh xấu không? Mờ đặc luôn nha, rất xấu. Nhưng mà xấu nó thật đấy. Xấu nó thật. Thế nên là cái này phụ thuộc vào cái khả năng kinh tế của mỗi bác. Bác nào có điều kiện thì chơi loa xịn, chơi dàn nhiều tiền. Còn bác nào ở mức điều kiện kinh tế bình thường, chúng ta chơi những bộ dàn bình dân. Và đến với em thì kể cả từ bình dân đến gọi là cao cấp một chút, gọi là cao cấp thôi chứ chưa có gì là cái cao cấp cả. Bây giờ bộ dàn 15 triệu, 17 triệu, 20 triệu, 25 triệu hoặc là 30 triệu thì đó là cũng thuộc top dàn bình dân thôi. Thế nhưng mà từ 15 triệu trở lên thì các bác cũng đã hát hay rồi, đã sử dụng giải trí gia đình rất ok rồi. Và nhiều bác thắc mắc rằng là anh ơi, thì nó, bây giờ em mua dàn về rồi, em hát thì hay lắm rồi, đập rất khủng khiếp, hát rất hay, ai cũng khen. Thế nhưng mà anh ơi, nó có bền không? Em trả lời vào, nói thật với em là em dùng chưa hỏng em đã chán rồi. Các bác ạ, đừng bao giờ có lo độ bền. Vì thực ra bây giờ cái công nghệ âm thanh nó thay đổi và nó chóng mặt các bác nhá. Nó thay đổi kinh khủng những công nghệ thông tin luôn. Thế nên các bác chơi bộ dàn âm thanh, các bác có chơi được đến 7 năm không? Có chơi được 10 năm không? Ít bác chơi được 10 năm lắm. Em khẳng định các bác chỉ chơi được đến tầm 5 năm, 7 năm là các bác chán ạt rồi, các bác muốn thay rồi. Mà nói thật, một bộ dàn em lắp thì các bác cứ chơi 10 năm nó cũng chẳng làm sao. Còn cái thiết bị điện tử thì đến mai một thì có cái này nó hỏng, cái này nó hỏng, cái kia nó trục trặc, cái này trục trặc, cái kia thì mình sửa thôi. Đấy. Vẫn hay, vẫn hát tốt, vẫn giải trí được. Em khuyên các bác là cứ bỏ ra cái vừa tiền thôi. Còn đây em làm cái dòng loa đắt tiền này đây, thì dành cho những bác yêu hàng xịn, yêu hàng đắt tiền. Nó có hay không? Có hay hơn ý. Nhưng mà với cái người mà làm tốt thì nó sẽ hay, còn với người làm không tốt thì dùng loa này nó vẫn cứ không hay các bác nhá. Đó là cái mà tại sao mà nhiều bác bỏ ra nhiều tiền mà bộ karaoke rất nhiều tiền mà nó không hay. Vì thế khi mà đưa cho người ta một đống đồ tốt nhưng mà người ta không biết sử dụng, các bác, người ta không biết sử dụng, người ta không khai thác được thì nó sẽ không hay thôi. Để nó là như thế. Mà tại sao mà những cái thiết bị bình thường mà đưa cho người ta sử dụng tốt thì nó vẫn hay. À. Còn đôi này mà vào tay em thì nó sẽ hay. Nó sẽ hay hơn hẳn các bác nhá. Nhưng mà phụ thuộc kinh tế của từng bác. Còn chất lượng loa thì các bác xem rồi, em chỉ nói một phần là tâm sự với các bác, nói chuyện cho nó vui thôi. Chứ còn con loa này thực ra cũng chả phải cần phải quảng cáo nhiều về cái con loa CIF 12 cộng và cái dòng nhập khẩu này nữa rồi. Chất lượng của nó thì các bác cứ hoàn toàn tiếp cho các bác nghe thử một đoạn nhá.
các bác cảm giác được cái loa nó khủng khiếp cỡ như thế nào, đẳng cấp luôn. Thì lại quay lại cái nội thất của nó các bác nhá. Đấy, các bác nghe thử đi, em lại tiếp tục quay lại nội thất các bác xem. Chỉ cần nghe thôi là cũng đã thích rồi. Còn nếu mà chạy qua nền tảng âm thanh số mà căn chỉnh nữa thì chắc chắn là các bác nghe là sẽ sướng cái tai. Đấy. Còn những cái bộ dàn mà bình dân em làm thì các bác cũng yên tâm mà chơi đi. Chỉ có hay thôi. 15 triệu về các bác chả phải chê được cái điểm gì cả. Mà hàng xóm nhà bác sang hát cũng không chê được cái điểm gì cả. Đấy. Em bán rất nhiều những cái dòng dàn bình dân mà khách nào về cũng phải phê hết. Mà rồi ông hàng xóm lắp bộ 25 triệu về hát vẫn cứ thua. Cô bác còn bảo anh ấy cái bộ thằng hàng xóm nhà em lắp 32 triệu sang hát bộ 15 triệu rưỡi của em vẫn thua. Đơn giản là vì là người ta không phối ghép hợp lý, người ta không căn chỉnh hợp lý thôi, người ta không khai thác triệt để tối đa thôi các bác ạ. Chứ còn cũng không phải là thiết bị của người ta xấu. Thiết bị của người ta cũng bình cũng được chứ không phải thiết bị xấu. Một phần là không biết chọn lọc thiết bị. Đấy, một phần là không biết phối ghép. Đấy, không chọn lọc thiết bị đúng và không phối ghép chuẩn. Dẫn đến là khi setup nó sẽ không đạt hiệu quả tối đa. Và một phần nữa là cái kỹ thuật setup thì nó chưa chuẩn. Nên nó dẫn đến là cái hiệu suất mà không khai thác được triệt để. Thế nên là nhiều bác rơi tình trạng là mua nhiều tiền mà hát vẫn không hay. Vâng nhá. Còn đây, cái bộ loa này. Thì bác nào có nhu cầu sử dụng thì mua. Liên hệ với em. Vậy em bao toàn phần nhá. Bao toàn phần nhưng không bao ship thôi. Giá của nó là 12.500.000 các bác nhé. Mấy năm trước thì nó sẽ rẻ hơn nhưng hiện tại bây giờ thì giá nó hơi cao. Đấy. Bác nào có nhu cầu lắp karaoke cái này cũng được, hoặc là mua lẻ về ghép cũng được, các bác nhé. Nhưng mà em khuyên thật, từ trước cái này em vẫn khuyên các bác rồi, đừng có tự mua về mà ghép. Các bác có mua loa xịn này, mua vang xịn này, mua đẩy xịn này, mua cái gì cũng xịn này, toàn đồ đắt tiền thôi, mua về ghép đến 70 triệu rồi cũng không hát được đâu. Hát thì hát được, nó không hay đâu. Nó có khi nó còn thua cái bộ 15 triệu em ghép phối ghép toàn cảnh đấy, các bác ạ. Nếu như mà các bác cứ mua cái đấy về bác ghép có khi không bằng cái bộ 15-17 triệu em ghép đâu. Thế nên là bác nào mà ví dụ là nhà đang có bộ dàn sẵn rồi thì mua cái con này về, hoặc là đang có loa kia chưa hay thì thay con này vào. Rồi mình có thể là nhờ thợ set up hoặc là nâng cấp. Chứ còn em cũng khuyên thật các bác là đừng bao giờ mua đồ lẻ về mà ghép lấy. Đồ lẻ em cũng bán nhưng mà chỉ bán cho bác nâng cấp thôi. Em khuyên các bác là như thế. Nên nghe em nhá, đừng có mua đồ lẻ về ghép. Nhiều bác bỏ ra 15 triệu mua con vang số các nhé. 15 triệu một con vang số không rẻ đâu. Mua về rồi lại kêu ầm lên là không dùng được, không hay. Con vang số 15 triệu mà không hay thì còn vang nào hay nữa các bác. Về chẳng qua là nó không phù hợp rồi nó set up không được, làm sao nó hay. Vâng, thế nhé các bác nhé. Cái con loa này rất là ok. Và bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ trực tiếp với em 12.500.000 nhé. Em bảo cho các bác là mới, nó gần như mới luôn nhé. Đánh nó chưa bị mai một đâu, bởi vì mới lắp phòng được có một thời gian thôi đã phải rút ra rồi. Đó. Không cần phải soi nhiều, loa thì xịn hẳn rồi. Loa này thì xịn hơn loa CF bây giờ đấy. Dòng CF 12 cộng là dòng đẳng cấp nhất của CF và xịn nhất. Còn dòng CF hiện nay thì cũng không phải là không xịn, người ta nhập linh kiện để lắp bên Việt Nam thôi. Chứ còn chất lượng thì chắc nó cũng vậy. Nhưng mà tóm lại là đây là cái đồ xuất xứ từ chuẩn từ bên Trung Quốc về. Vâng nhá. Vâng, thế nhá. Chào tất cả các bác. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em.